mì không? Bánh mì nóng hổi giòn tan đây. Anh muốn mì cho em đi anh. Ủa? Ủa? Anh Vũ. Hoa hậu Thanh Thủy. Trời ơi, em còn một xíu bánh mì thôi là em về nhà rồi. Vậy sắp hết rồi hả? Dạ, anh mua giúp em đi. Dạ, anh mua bánh mì xíu mại nha. Anh đang thèm bánh mì xíu mại. Bánh mì xíu mại hả anh? Đúng rồi. Dạ, anh chờ anh chút, anh đi đây xíu nha. Ủa? Em đi đâu vậy? Em ra chợ, em mua chén xíu mại vậy em làm bánh mì cho anh. Tại ở đây không có bánh mì xíu mại. Anh muốn là tự tại em làm cơ. Không, bây giờ anh chỉ em đi, em chỉ em làm bánh mì xíu mại đi. Em đến đây bánh mì là phụ thôi, em canh me anh. Để nhờ anh hướng dẫn cho em nấu ăn và làm món bánh mì xíu mại cho khán giả cùng xem là mục đích chính của em. Nếu như mà em muốn học thì anh luôn sẵn lòng dạy thôi. Hay quá, tham gia chương trình Hành Trình Hương Vị có lợi vậy đó quý vị. Chúng ta vừa được ăn ngon mà vừa biết cách nấu ăn nữa. Vốn là món ăn có nguồn gốc của phương Tây, nhưng sự tinh túy và sáng tạo không cần nghĩ trong chiếc bánh mì bình dân của Việt Nam đã giúp món ăn này định danh và ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực thế giới. Điều thú vị là bánh mì Việt Nam nhiều hương vị khác nhau tùy thuộc vào đặc trưng ẩm thực của từng vùng miền. Đến với thành phố sương mù Đà Lạt thì không thể nào bỏ qua bánh mì xíu mại. Ở đây bánh mì sẽ được dọn kèm một chén xíu mại còn nghi ngút khói, nước sốt sền sệt phủ lên mấy viên xíu mại. Thưởng thức chén xíu mại nóng hổi cùng với chút nước sốt cay cay giữa cái lạnh của vùng cao nguyên thì thật tuyệt vời. Ở Đà Nẵng thì thường ăn bánh mì gì nhất? Bình thường thì nhà em hay ăn bánh mì chả cá, tại vì chả cá là món cũng rất là thân thuộc và phổ biến ở Đà Nẵng. Như em thì em yêu bánh mì như vậy thì em có đã thường xuyên ăn cái bánh mì xíu mại chưa? Dạ, em cũng từng ăn rồi, nhưng mà cách chế biến đó thì em chưa bao giờ được làm hay là được xem thử. Ừ, vậy thì anh em mình vào việc thôi ha. Dạ vâng, anh giao nhiệm vụ cho em đi, đầu tiên là em phải làm gì trước nè? Em giúp anh gọt cái bánh mì ra, lấy cái ruột bánh mì. Vũ sẽ cho vô đây là 400g thịt xay ha. Để làm bánh mì xíu mại mà ngon nhất thì mình chọn thịt như thế nào ạ? Thì cái phần thịt xay em mua nạc dăm. Nếu mà không có nạc dăm thì mình mua nạc đùi, thì em nên mua 8 lạng đùi và 2 lạng mỡ để em xay vô cho cái thịt của cái xíu mại của em nó không bị khô. Dạ. Vũ sẽ sử dụng vô đây là 200g dồi sống, 50g hành tím, 100g hành tây bằm nhỏ hết ha, 70g dây heo bằm. Mà anh ơi, tại sao mình phải kết hợp mà vụn bánh mì để làm xíu mại vậy anh? Khi mà mình lấy cái phần này ra nó tạo cái độ kết thêm và nó có cái độ sốt. Dạ. Rồi tiếp theo Vũ chế cho phần củ sắn bằm ha. Củ sắn bằm thì có tác dụng gì vậy anh? Củ sắn bằm á, thì khi mình cho vô đây á, thứ nhất là cái ăn cái miếng xíu mại nó không ngán, mà cái phần nó sực sực từ cái củ sắn đó, nó có vị ngọt nhẹ, làm cho cái vị của cái xíu mại của mình rất là thanh ha. Dạ. Rửa muỗng cà phê hạt nêm ha. Cho vô đây khoảng một muỗng đường ha. Mình sẽ cho vô đây một muỗng cà phê tiêu luôn. Mở muỗng cà phê nước mắm. Sau khi gia vị đã cho vô đủ thì Vũ sẽ nhồi ha. Mình bỏ vô là một ổ ruột bánh mì ha. Với trọng lượng này mình sẽ sử dụng ruột của nửa ổ bánh mì được rồi em. Cái phần nhân bánh mì này mình ngâm cho mềm để mình bằm cho dễ, nhưng mà trước khi mình cho vô mình bị dắt hết nước rồi nhà ha. Dạ. Dắt ráo nước đi. Sau khi ráo nước thì Vũ cũng bằm nhuyễn nó ra. Vũ sẽ cho vô đây cũng nhồi tiếp ha, nhồi vô cái phần nhân luôn ha. Khi anh cho bánh mì vô đều rồi, giờ đến phần là anh sẽ quết. Yeah. Quết cho nó kết lại cho dai á. Trong lúc anh đập nó thì em sẽ cắt cà chua phụ anh. Đúng nha. Rồi, em cắt cà chua. Anh đập xong anh viên luôn ha. Dạ. Viên xíu mại luôn. Đó. Dạ. Anh ơi, cái viên mà mình to hay nhỏ là do sở thích của mình đúng không anh? Như anh đang làm đó là dạ. Vừa nè, còn ví dụ như có thể em thích em viên cái viên to hơn vẫn được ha. Dạ. Đem xíu mại đi hấp em ha. Dạ. Rồi anh sẽ cho cái phần nhân lên đây, anh hấp ha. Cái này mình phải hết sức cẩn thận chứ không là nó bể ra. Ừ. Hấp trong vòng bao nhiêu phút ạ? Nước sôi thì mình hấp trong vòng 8 phút, 7 đến 8 phút là nó chín rồi, viên này nó nhỏ. Dạ. Anh hấp xíu mại ha. Dạ vâng.
Nếu mà mình không có nồi hấp thì mình có cách nào để chế biến xíu mại một cách ngon không? Nếu như mà nhà mình có lò điện á, dạ, mình có thể nướng trong lò điện nhẹ. Dạ. Vậy mình có thể chiên được không anh? Chiên không lò, chiên không dầu cũng được luôn. Dạ. Tự nhiên không dầu thì em cứ cũng quét dầu xuống dưới đáy vậy đó. Dạ. Rồi em bật chế độ khoảng chừng 8 phút là nó cũng chín. Dạ vâng. Dạ bây giờ trong thời gian mình chờ đợi xíu mại chín thì mình làm sốt cà đúng không anh? Đúng rồi em. Rồi, mình cho vô đây khoảng 4 rưỡi vô ăn ha. Vô sôi thì Vũ sẽ cho tỏi vô, Vũ xào ha. Đó, để chua vô nha. Em cho vô đây anh một muỗng hạt nêm đi. Dạ. Cho anh chút xíu muối thôi. Rồi, cho vô là nhiêu đó rồi. Rồi, em cho anh thêm 3 muỗng đường. 3 muỗng đường. 2 muỗng nước mắm. Cái phần sốt cà thì mình sẽ làm quế hồi thì ở Đà Lạt nó hơi lạnh đó. Dạ. Thì nó có quế hồi vô mình ăn nó sẽ ấm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa nó tăng cái hương vị mình nó thơm hơn. Rồi, chút tiếp theo anh sẽ cho vô đây khoảng chừng chén nước ha. Dạ. Bây giờ anh sẽ vớt cái phần xíu mại hấp ra là em sẽ cho vô đây mình nấu thêm khoảng chừng 5 phút nữa thôi là nó thấm là mình đã có món bánh mì xíu mại rồi. Rồi. Thơm quá. Có chừng nóng quá lời. Rồi. Xíu mại anh sẽ cho vào đây ha. Dạ. Mình chạy xíu mại cho đều ha. Ở đâu là điểm đặc trưng nhất của bánh mì xíu mại Đà Lạt so với những nơi khác vậy anh? Thì đặc trưng nhất của Đà Lạt đó là xíu mại nó cay và cái thịt nó mềm mà nó thấm. Ở Đà Lạt, bánh mì trở thành món ăn bình dân mà vô cùng lý tưởng giữa tiết trời mát lạnh. Và món thịt viên ăn kèm với bánh mì này là một trong những món ăn phổ biến nhất tại đây. Gần như ở mọi ngóc ngách thành phố, du khách đều có thể tìm thấy những chiếc xe chất đầy những ổ bánh mì giòn tươi nằm trên nồi nước dùng đang sôi chứa đầy xíu mại thơm phức. Món bánh mì xíu mại của chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Thủy mời mọi người hãy cùng thưởng thức món bánh mì xíu mại cùng Thủy và anh Vũ nha. Em ăn thử trước đi rồi em ăn với bánh mì sau nha. Anh thử miếng xíu mại không đi. Chứ em là người miền Trung nên là em thích ăn ớt bột đúng không? Anh cũng thích ăn ớt nhiều cho nó cay xíu. Dạ. Đó, xíu mại của em nó cũng có độ chắc ha em. Chắc và thơm. Không bị khô đúng không? Dạ, không bị khô, hương hồi nó thoát ra. Làm nhẹ lên để mình ăn không bị ngán. Dạ vâng. Và bây giờ mình cùng thưởng thức cái bánh mì nhận dạ, mời anh. Dạ, em cảm ơn em. Khi mà bánh mì kết hợp với xíu mại á thì em thấy một cái hương vị nó trọn vẹn và nó kết hợp rất là hòa quyện với nhau. Nó thơm, không bị ngán nữa. Tại vì mình có độ cay của ớt và mình có độ chua của cà chua. Hải Phòng á thì người ta thường chú trọng người ta làm cái pate rất là ngon. Như Hải Phòng này có nổi tiếng là bánh mì cay, pate cay Hải Phòng á, bánh mì que á. Vô miền Trung thì có bánh mì chả cá, trong miền Nam này thì thường thường người ta có ăn bánh mì phá lấu ha. Dạ. Rồi chấm cũng gần như xíu mại. Có thể một số người thì làm bánh mì bò nướng luôn. Dạ. Bánh mì thì thật sự là kết hợp được muôn màu muôn vẻ, nhưng mà riêng bánh mì xíu mại là khi mà ăn là nó không lẫn màu bánh mì nào được hết. Dạ. Dạ em cảm ơn anh Vũ vì đã nhận lời đồng hành cùng em trong chương trình Hành Trình Hương Vị ngày hôm nay. Và em sau buổi hôm nay thì em sẽ tự tin mở một chiếc xe bánh mì rồi đó. Thì khi nào em mở xe bánh mì á là nhớ gọi anh tới ăn thử nha. Anh có thể tới ăn thử và có thể dạy em món khác. Dạy thêm nữa hả? Nếu em và quý vị khán giả muốn học thêm những món mới thì xin mời em và quý vị khán giả cùng đón xem chương trình Hành Trình Hương Vị được phát sóng vào khung giờ quen thuộc là lúc 19:40 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào Chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ Thanh Thủy và anh Vũ Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Ẩm thực Hà Nội từ lâu được đánh giá là cầu kỳ, tinh tế. Một trong những minh chứng dễ thấy nhất là món chả cá Lã Vọng, món đặc sản Hà Nội nổi tiếng và đắt khách. Đầu bếp Hoàng Xin và diễn viên Trà Ngọc sẽ giới thiệu cách chế biến món ăn này trong chương trình Hành Trình Hương Vị. Mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 19:40 Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.